camera còn quả nữa nào. Ôi, cho chú. Ừ. Đưa đây. Chấm vào đậu muối. Khoan ăn lên. Lì ngồi lên lì. Lì lì. Ngon nhỉ? Cắt quả đấy à? Cải lóc, cải lóc. Mình ăn đây thôi. Muối ớt này là ngon rồi. Tớ làm cho. Cho anh chấm đi. Ngon à? Ngon mà lại giấu ở sau đít. Ngon thì giá thấp chịu thua luôn rồi đó. Thank you.